Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Gia đình nhỏ của Trang. Thì hôm nay trung thu ngày rằm thì gia đình Trang đi chùa. Ở đây là Trang đang đứng trước cửa chùa Đạo Quang ở Ga Lành, Tác Xịt. Thì mời cả nhà cùng gia đình Trang đi vô viếng Phật và tham quan chùa ạ. Ok. Thì xin lỗi cả nhà, thì chồng Trang nói chồng Trang chở Trang đi rồi Trang quay nói gì nói rồi Trang cứ quên giới thiệu chồng Trang hoài à. Trang xin lỗi. Dạ, bữa nay đang đi chùa Đạo Quang hơi nực. Bây giờ là 11 giờ 12 ạ. Ngày 10. Đây là trước cửa chùa. Bây giờ Trang tìm đường đi vô chánh điện để viếng Phật, mà không biết phải cái cánh cửa này đi vô không đó. Thì Trang cũng mới đi đến đây lần đầu thì cũng chưa có rành. Để cả nhà cùng với Trang ha. Rồi, hết nắng rồi. Xịt dù xuống đi. Không được, chắc không được cây cửa này có cảnh. Các cái cửa sao quá đi kiếm cửa vô đi. Dạ, quay cha, quay cha đây. I want. Chào muốn đi gần sư tử này. I want by the pool to check the pool. Chồng em thích cái con sư tử này để ngoài hồ bơi nè cả nhà, nhìn rất là đẹp ha. My friend, quá lớn. My friend, chắc là mắc tiền lắm đây. Bây giờ Râm kiếm đường đi vô con giếng Phật trước đi Râm. Tự hồi ra quay ở ngoài sao? Biết phải đi đường này không đó. Đi kiếm chỗ đang vô trong giếng Phật. Em thấy người ta đi ở kia cả đang đi theo thử vô. Mọi người đi vô cái cánh cửa kia nè, mình đi thử đi Râm. Chị kia, chị chỉ đi đường này nè, để đang đi vô cái. Ở chỗ này là hình như là một cái khu building khác, cái khu nhà khác. Đang đây trước đây là hình như là cái khu đằng trước. Quá đẹp nè. Có quá trời hoa ở đằng ở giữa. Wow. Quá đẹp nè. Lát rồi con sẽ lại đó quay với mẹ con. Ok. Đây cánh cửa này, cánh cửa mấy hông để vô nè các bạn. Đi đang gỡ giày. Bên trong bây giờ đang vô bên trong rồi, đang đốt nhang, đi nhà nhang rồi đây.
Trang đi ra bằng trước cả. Phật nè cả nhà, ngoan lắm cả nhà. Đi từ nhỏ Trang cho đi cúng Phật, nhà Trang ở đối diện chùa Thiên Liên á, có Phật, rồi ở nhà đốt nhang cúng Phật nên là bé rất là dễ thương. Cầu nguyện trời Phật phù hộ cho Râm. Các bức tượng thật là đẹp cả nhà. Cái tượng này 70 đô. Trời ơi cẩm thạch đẹp quá cả nhà ơi, 50 đô. Thì cái tượng Phật này 30 đô nè cả nhà. Trời ơi đẹp thiệt là đẹp. Cái này 200 đô. Thì chồng Trang thích hết luôn cả nhà. Chồng Trang nói sao mà đẹp quá trường đẹp nha. Thì chồng Trang muốn thỉnh cho Trang hết về nhà cho đẹp cái nhà. Nhưng mà chắc thỉnh thoảng thỉnh một tượng chứ đâu có mà thỉnh hết được. Nhìn say mê lắm tôi. Thích lắm. Do you like it? Yes. I like, and I think she should buy more and make it in our house so that our house looks pretty with all of this stuff. I think it's very, very interesting. Yeah. Especially those pictures on the wall over there. Yeah. Chồng đang thích hết luôn. Cái tấm hình ở đây nhiều nhất à. Cho nó nhìn rất là đẹp và hay. Chồng Trang hay ngắm nhìn hoài luôn. Đẹp ha cả nhà. Chồng Trang nói đẹp nè, rất là đẹp bức tranh này. 50 đô à? $50. I don't have, but someday maybe bring money. Remember to bring money. Không có, hôm nay không có tiền mặt. Hôm nào về thỉnh. Hôm nay đi là Mỹ đâu có tài tiền mặt như mình, toàn bộ là thẻ không à. Mà đây chắc cũng có bán thẻ chứ, có xài thẻ chứ. Hình như là bây giờ người ta không có mở cửa à, tại không có ai ở đây á. Này thôi, diễn Phật xong rồi bây giờ mẹ con Trang đi ra ngoài quay cái cảnh đẹp ở ngoài cho cả nhà xem ha. Ủa nón cho đâu đâu? Nón cho đâu? Anh ấy. Where is your hat? Outside. Oh. See, in America, you don't wear your hat inside. You wear your shoes inside, but you're not supposed to wear your hat inside. But that was old days. The new days, kids. Mẹ phụ cha mang dài tại vì lưng đau nên là quỳ xuống hơi khó, chân đau. Dài này là dài cao bồi, dài Mỹ của mấy cái người thường thường thì người Texas lâu lâu người ta sẽ mặc như vậy á. Mà bây giờ thì nó hết rồi. Bây giờ người ta thường thường mặc đồ như mọi người khác ở nước khác. Đồ Tây xịn mới. Đây có cái họ nón cao bồi luôn. Chồng nói Trang mang lộn dài à. Dài thì khó quá. Nhưng mà dài đáp thì đâu có mặc cái áo dài được cả nhà. Phải mang dài này chứ. Hơi cực chút. Cha đi ra ngoài thì làm cho mê mấy cái tượng, quay cha đi. Cha mê mấy cái tượng ở đây à? Lân sư tử à? Đang nhìn ngắm xem à?
ở ngay bên đó là có một cái giống như là cái lake hay gì đó, cái pond có nước và một tượng hai tượng ở giữa, con không có thấy rõ bây giờ nên lát hồi con sẽ lại nó con coi. Giờ hôm ba mẹ con hai mẹ con sẽ qua như lợi cha. Rồi, cái đem đợi nón lên đi ra ngoài nắng nè anh Râm. Dạ. Kiến. Bây giờ mọi người sẽ lại xem tượng Phật ở giữa. Rất là đẹp à. Giỏ nè cả nhà. Đàn ông Mỹ xách giỏ. Dễ thương cả nhà. Dễ thương lắm luôn á. Bây giờ đang đi quay cảnh đẹp ở ngoài này tí ha cả nhà. Nhà cả nhà có thấy đẹp không? Đang rất thích những cái tượng nhỏ nhỏ dưới đây nè các bạn. Còn con bộ. Ôi Râm, cái đèn lồng đỏ đẹp quá nè Râm ơi. Dạ. Có lồng đèn đỏ. Nãy giờ con cũng thấy có một vài cái nè, có một hai cái bên này. Đang trang trí trung thu ở chùa. Ờ, dạ. Cái này có 3 cái luôn. Ủa, cái bức tượng này đẹp quá nè. Đây, cha mẹ thích cái bức tượng Phật này. Cho nó là chiếc thuyền cần giúp đỡ. Giúp đỡ. Chim ơi, chim xuân ơi. Đây quay cảnh này trước nhập. Đây gần lại là có bức tượng ở giữa này. Bây giờ thì cha đang đi ra sao? Tại cha muốn tham quan cái chùa này. Ở đây có một cái bảng có chữ phước chủ tính thành tọa thâm ao. Không biết con đọc đúng không. Ở đây cây mát mẻ quá. Dạ, ở đây cây che lại quá đẹp. Để con lấy cái camera của con ra để chụp hình. Rồi lát hồi con sẽ gắn vô cho các cô chú anh chị coi cái hình nó đẹp không rồi. Bây giờ bé Râm đang làm nhiếp ảnh gia nè cả nhà. Mai ồ. Look at that. Bé Râm đang làm nhiếp ảnh gia nè cả nhà ơi. Hai cha con rồi. Thích chụp hình lắm. Nhất là cảnh, mấy bên thích chụp cảnh. Chụp cha. Chụp cha đăng điệu à. Nghe cha con đang nói chuyện. Rùa hả?
cầu mặt lên đó. Dạ, ở dưới đó có con rùa mà nó nghe đang cũng đồ chùa. Rồi chụp đâu nữa Râm? Thôi đi, đi vòng vòng lên trước đi. Muốn chụp mình với lại anh một tiếng này. Muốn chụp với tổ Phật không? Tượng Phật nè, đi nói chuyện. Đây, bây giờ đang đi ra phía trước chút xíu. Quay thêm một chút cái cảnh đẹp ở phía trước cho cả nhà xem cái chùa Đạo Quang cái. Anh chồng anh bị nắng rồi. Đợi cái nón cao bồi à. Anh chồng thích màu tím. Kìa bé Râm, cảnh ở trước đẹp quá nè con. Dạ đây là cổng trước. Cha nói, cha dẫn nó là cha muốn cái tượng này để trước nhà đẹp. Nhưng mà để cái bên hồ bơi. Cứ thích dữ lắm. Mấy cái tượng này để ngoài hồ bơi á các bạn. Quay cái mặt tiền trước đi đó. Dạ bây giờ con sẽ đi đến cái mặt tiền của cái bức tượng này để cho các cô chú anh chị có thể thấy nó đẹp không. Ở cái bên tay bên phải là chỗ đậu xe. Mới vô thường thường người ta đậu bên tay bên phải. Dạ có hoa cái bên và mấy bức tượng khác rồi. Cái hồ. Nắng anh chàng tội nghiệp quá. Tội nghiệp anh chàng có bồi này quá nắng nắng. Ok. Rồi đi gần trước có cái cảnh này đẹp chút nữa này. Mỗi cổ. Đây nước bị mất rồi hả? Mất nước rồi. Sao đường nước nó bị khô rồi cả nhà. Texas nóng quá mất nước luôn, bay nước luôn. Bây giờ đi tiếp qua bên tại bên phải. Bên này là có cái cầu ở giữa hồi nãy mà lúc đầu tiên mới quay vậy. Trả lời chỗ đầu tiên nè. Bên này cũng quá đẹp nhưng mà bị mất nước rồi. Mất nước rồi. Có hai bức tượng nữa. Rồi. Hay. Hay tạm biệt cả nhà đi. Rồi hôm nay ngày rằm cả nhà đang đi chùa, quay cái cảnh chùa này cho cả nhà xem. Thì anh chàng chồng Mỹ của Trang là chiều Trang lắm, biết Trang là người Việt Nam thường đạo Phật á, thì chở Trang đi chùa. Lúc mới quen cũng vậy, mới quen là tìm chùa đặng chở Trang đi. Thì lúc trước Trang không có làm YouTube, không có quay, thì hôm nay Trang đi chùa này quay cho cả nhà xem. Thì cảm ơn cả nhà đã yêu thương gia đình nhỏ của Trang. Hiểu gì đâu, gật đầu gật đầu. I have no idea what she says. Nó chắc không biết một cái gì con đường nói. Ok. Không biết. Cha chồng ra không hiểu đang nói gì á. Everything good. Everything good. Yeah. Everything good. Little hot. Little hot. Nực quá. Đây đang xin tạm dừng video đây. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, vui vẻ, bình an, vạn sự như ý. Thì bây giờ Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Yeah, tạm biệt. Hẹn gặp lại sau. No. Hẹn gặp lại sau. Hang up your blouse. Hẹn gặp lại sau. Oh, hang up lại sau. Yeah, good. Yeah, thank you. Thank you, Rom. Không có chi. You're welcome.
Cảm ơn. Cô chị. Dạ. Tạm biệt cả nhà. Bye bye. Cảm ơn. Bây giờ mời cả nhà xem một chút đoạn hậu trường phim. Rung lăng lê bò lết chụp hình cho cha mẹ nè cả nhà. Thấy tội nghiệp không? This is what the boy goes through to take pictures. That's a true photographer. Cười. He does everything he has to do to be a photographer. Đi đâu cũng chụp với Trang với mấy dì lăng lê vậy á, mấy dì thương quá trời luôn. Cả nhà cười thôi. He just needs a more handsome man to be in the picture for him. Cười. Is that enough? Or are you just resting now? Ngủ luôn đi. Đi lấy điện thoại xuống cười đi. Okay, khúc đẹp à. Đang đi đây. Trở ngược lại chỗ cũ để chụp hình nền nè. Quên chụp hình nền lúc đầu tiên hồi nãy qua bên này con có chụp mấy tấm với lại cái camera nhưng mà con chụp thẳng nên là gắn hình nền vô không được, phải chụp ngang mới được. Wow. Có bức tượng trên cái nóc nhà của cái building này nữa.